Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chuyên mục ngày hôm nay vẫn là chuyên mục phân tích về giá vàng. Thì như mọi người biết, công cụ mình sử dụng để phân tích thị trường đó là công cụ Ichimoku như trên màn hình. Thì trong series của mình đã bắt đầu làm về cái series về Ichimoku năm 2021, nó thay cho cái phiên bản năm 2019 của mình. Ở đây mình đã dành riêng cho nó một cái phần danh sách phát riêng, và các anh chị và các bạn, những ai thực sự yêu thích cái công cụ này và yêu thích thị trường đầu tư, đặc biệt là Forex, thì các anh chị và các bạn vui lòng like, share và subscribe kênh YouTube của mình để có thể nhận ngay các clip khi mà mình bắt đầu chia sẻ những cái clip trong series Ichimoku này tiếp theo. Hiện tại thì mình đang làm tiếp bài 2, và các bạn yên tâm là trong cái bài 2 này, trong cái series này mình sẽ làm là rất là chi tiết hơn rất nhiều cái phiên bản cũ. Ở đây anh chị thấy cái phiên bản cũ này là phiên bản cũ năm đâu nhỉ, 2019 đây. Đây, cái lớp học Ichimoku này mình đã làm từ năm 2019, và khi đó thì cái trình độ của mình nó thực sự là rất là tệ, nó chưa được như bây giờ nhiều. Nhưng anh chị nào thích so sánh thì có thể xem cả hai hai cái series. Nhưng mà những anh chị nào mà đã xem series này rồi thì anh chị cứ xem cái phần mới mình làm thôi. Quay trở lại với giá vàng. Hiện tại chúng ta thấy là vàng đang ở mốc là 1.875 đô la trên một ounce. Và như mình hay phân tích thì mình sẽ mở ngay cái khung thời gian là tháng để mình nhìn xem tổng quan nó đang có cái điều gì. Thứ nhất, tháng thì các anh chị và các bạn thấy là rõ ràng một cái vùng cầu mới được tạo ra ở chỗ này, một vùng cầu mới được tạo ra ở chỗ này 1.7 1.680 1.730 đó, khu vực này là khu vực vùng cầu mới. Để tiếp nối được các clip thì các anh chị vui lòng xem các clip phân tích về vàng trước của mình nha. Rồi, ở vùng cầu này cho thấy là một lực lên rất là mạnh cho đến hiện tại bây giờ, và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại, chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Riêng khung thời gian tháng thì chưa thấy, nên vẫn rất nhiều người nghĩ đến là thị trường vẫn trong giai đoạn uptrend. Bởi vì những ai mà dùng về Ichimoku cũng thấy, cũng sẽ có cảm giác như mình thôi, giá đang nằm trên Kijun, trên mây đó, Kijun chưa bị phá này, lại từ đây lại xuất hiện vùng cầu mạnh như này, quay trở lại đã vượt được cái đường là Tenkan-sen rồi, tất nhiên là chưa đóng cửa nhưng mà nó đã có dấu hiệu vượt lên. Và đây chính là điều mà phe mua, phe buy cho thấy rằng là họ vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu chỉ có như thế để chúng ta trading được thì chắc chắn là không. Trading theo từng sóng với đòn bẩy thì chắc chắn là không rồi, khó lắm. Nhưng ít nhất ở đây khung thời gian tháng cho chúng ta thấy vùng cầu này là vùng cầu mạnh, vùng cầu là vùng cầu mạnh. Nếu như giá vàng có muốn giảm về các khu vực phía dưới, là về khu vực phía dưới này, thì cái vùng cầu này là đầu tiên là cái vùng nó sẽ phải công phá. Vùng này còn có một cái đặc biệt, tính chất đặc biệt, đó là trong quá khứ nó đã từng là một cái vùng cung. Các anh chị có thấy là cái dấu nến ở đây không ạ? Vùng cung, sau đó là từ vùng cung này là bắt đầu bị break và phá, tạo đỉnh lịch sử, quay trở lại đây thì giá quay trở lại. Đó, đây một lần nữa nó chứng minh cho thấy lực cầu ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào khung thời gian tuần. Trên khung thời gian tuần, nhìn thoáng qua với đúng ý nghĩa của Ichimoku, chúng ta thấy điều gì? Thứ nhất, giá đang nằm trong mây. Mặc dù là đã di chuyển từ khi chui trở vào mây đã lên đến đây, là di chuyển là đã chạm vào mép mây phía trên rồi. Vùng mép mây này tương đương với khu vực này là cũng là khu vực mà bán mạnh ở trước đó, có nghĩa là khu vực vùng cung ở trước đó. Và hiện tại tuần này chưa đóng cửa thì vẫn còn cái sự lo ngại là sao ạ? Nó có thể phá mây và đi lên. Nó có thể phá mây và đi lên. Nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại thì giá vẫn đang nằm trong mây.
mà mây mang ý nghĩa là vùng giá mang tính chất cân bằng. Ở đây rất khó để nói được là chúng ta dễ dàng nhìn ra là phe nào đang thắng. Dễ dàng nhìn ra phe nào đang thắng mà cái sự đột ngột thay đổi về dòng tiền ở trong mây là hoàn toàn có thể xảy ra. Với vị thế của vàng hiện tại đã đi đến mép mây phía trên rồi, đây là vùng giá mang tính chất là có thể nó sẽ mang tính chất là phản ứng để xem là nó lựa chọn tiếp tục là phi lên hay là có sự điều chỉnh đảo chiều. Thì để phân tích được điều này một cách rõ ràng hơn thì tuần không cho chúng ta nhìn rõ được điều đó. Tuần không cho chúng ta nhìn rõ được điều đó, chúng ta bắt buộc phải quan sát dòng tiền ở trong các khung thời gian nhỏ hơn để xem là câu hỏi này, cái vùng cầu dưới này một sóng nó đi lên đến đây thì liệu nó đã dừng lại hay chưa? Thế thì bây giờ nó muốn dừng lại và đặc biệt là nếu như nó muốn đảo chiều đi xuống thì nó cũng sẽ phải có cái gì ạ? Có tín hiệu và nó sẽ vận động ở những khung thời gian nhỏ trước. Vậy nên là ý nghĩa của chúng ta là chúng ta muốn phân tích được thằng lớn chung và dài hạn ở đâu thì chúng ta cũng phải phân tích được thằng nhỏ kết nối nó lại với nhau. Thì trong các khung thời gian nhỏ nó sẽ có những tiêu chí gì để chúng ta đưa ra nhận định, thì các anh chị và các bạn vui lòng xem tiếp. Tất nhiên là những tiêu chí đấy thì nó cũng nằm trong cái bộ cơ sở mà mình có thôi và mình dùng là Ichimoku. Ok, bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Rồi, bây giờ mình xét một số tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí về thời gian, thì chúng ta thấy là từ trên đỉnh đó, từ trên đỉnh cao nhất về đến ngày hôm nay đã là 200 ngày. Hôm qua là ngày thứ 200, thì các anh chị và các bạn thấy đây là một trong số ngày trong cái bộ số thời gian của Ichimoku, và ngày hôm qua là ngày xảy ra biến động mạnh. Ngày xảy ra biến động mạnh. Tất nhiên nó là một cây doji nhưng đúng với bản chất của cái ngày có khả năng xảy ra biến động thì nó đã thể hiện đúng rồi. Và các anh chị nhớ là thời gian nó cũng chỉ là tiêu chí để chúng ta tham chiếu có khả năng xảy ra biến động mạnh, còn nó không trả lời cho chúng ta là liệu là sẽ biến động lên hay xuống nha. Nó chỉ biết là cái ngày đó có khả năng xảy ra biến động thôi, còn lên hay xuống sẽ còn nhiều yếu tố khác. Rồi, ok, đấy là một. Vậy chúng ta thấy là chúng ta có một cái mốc từ trên đỉnh này xuống cho đến đáy này là mốc cân bằng 50%. Thì mình dùng cái Fibo vẽ cho nó dễ. Mốc cân bằng 50% chính là cái mốc 1875 này luôn. Chính là mốc 1875 này luôn. Đó. Điều này rất quan trọng nhé các anh chị nhé. Cái mốc này á, cho thấy là điều gì ạ? Cho thấy là cái sóng lên này này, sóng lên từ dưới đáy này lên đây này, giá đã chạm về đến cái vùng giá mang tính chất là cân bằng. Vùng giá mang tính chất là cân bằng, tất nhiên là nó là 50% mà, cân bằng của đáy này và đỉnh này. Cân bằng không có nghĩa là nó sẽ đảo chiều, không nghĩa là chắc chắn nó sẽ đảo chiều. Nhưng ở đây là cái mốc giá này là mốc chúng ta phải tham chiếu để làm sao những cái lệnh mua ở phía dưới này sẽ có sự xem xét để chốt lời, hoặc là những người mới thì chưa chắc người ta sẽ đưa ra cái vị thế mua mới, thậm chí những người bán cũng có thể đã bắt đầu lao vào để có những lệnh bán rồi. Và các anh chị thấy là cái cây doji ngày hôm qua tức là sụt giảm khi tăng rồi sụt giảm về cuối phiên, điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy một cái điều rằng là phe bán đã bắt đầu quay trở lại. Nhưng cái việc mà quay trở lại liệu có thắng được phe mua ở khu vực này hay không thì chưa đủ dữ liệu để nói. Nhưng ít nhất là chúng ta thấy có sự cân bằng. Vì sao? Vì một cây doji mà gần như là xiêm xiêm nhau về hai đầu, đó là cho thấy một sự cân bằng. Khi giá trở về vùng cân bằng 50% này rồi, lại xảy ra là cái sự tranh chấp mang tính chất là cân bằng trong ngày hôm qua của hai phe mua bán. Điều này cho chúng ta thấy là gì ạ? Ở vùng giá mang tính chất cân bằng, phe mua và phe bán lại còn không có sự thắng rõ ràng, thì rõ ràng khu vực này là giá vàng sau một hồi tăng đã đi đến một cái vùng giá có thể mang tính chất là tích lũy hay là sideways. Và từ cái vùng giá này, nếu như phe nào thắng sẽ làm chủ tiếp thị trường giai đoạn còn lại. Tức là phe mua mà thắng thì có thể nó sẽ đi lên tiếp.
nhưng nếu phe bán mà thắng thì nó sẽ có một sự đảo chiều, và sự đảo chiều đấy sẽ khá là dài. Sự đảo chiều đấy sẽ khá là dài. Các mốc có thể đạt lại là chính là các mốc 50% của các cái chu kỳ giá đi lên từ dưới này lên, trong đó có Tenkan này, Kijun này và cái vùng mây phía dưới này. Thậm chí nếu bạn nào muốn chỉ ra rõ hơn thì các bạn dùng Fibo các bạn vẽ. Đó, giả sử rằng cái giả định rằng cái đây là cái đỉnh mới thì cái vùng 50% sẽ là vùng giá này. Đây các anh chị. 18 1784. Đây là một trong các lý do mình post cái status ngày hôm qua, mình có nói rằng là đang thấy có dấu hiệu vàng có khả năng sẽ tạo sóng Y ở H4 và điều chỉnh về 1790 1800 là bởi vì mình căn cứ vào cái này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xét rõ hơn nữa các cái yếu tố căn cứ đó như thế nào, cụ thể là như thế nào, để cho các anh chị và các bạn hình dung. Ở đây chúng ta thấy này là xét về Ichimoku, chúng ta thấy là giá đang nằm trên Tenkan, nằm trên Kijun, nằm trên mây, xu hướng tăng vẫn đang tiếp tục. Nhưng chúng ta xét về yếu tố thời gian, ở đây là 200 ngày, từ đỉnh này đến đỉnh này đã là 200 ngày. Chúng ta còn xét về một cái yếu tố nữa, đây mình sẽ phóng to lên một chút cho mọi người nhé. Từ khu vực này lên đến ngày hôm nay đã là bao nhiêu ạ? 51. Nếu từ cây đỏ thì sẽ là 52 ngày. Mốc 52, 51, 52 là mốc thời gian trong bộ số của Ichimoku, cho thấy có khả năng những người mua ở phía dưới này họ cũng sẽ nghĩ đến cái vấn đề là chốt vị thế lệnh của họ. Và điều này thực sự nếu xảy ra thì cái việc là giảm ngày hôm qua có thể lý giải được. Tuy nhiên là liệu nó có mạnh mẽ hay không thì chắc chắn là chưa đủ dữ liệu để chúng ta là đưa ra cái kết luận rồi. Đây, đến đây là đã là 33, 34 ngày, cũng nằm trong cái bộ số của Ichimoku. Điều đó cho chúng ta một cái tham chiếu, tiêu chí tham chiếu, đó là giá đã đạt đến một cái vùng giá là 50% cân bằng. Thời gian, tức là thời điểm, thì cũng đã đến cái thời điểm mà có khả năng những người mua phía dưới đưa ra quyết định là chốt vị thế lệnh. Vậy nên ở khu vực này mình khuyên mọi người là không nên mua nữa. Tuy là thị trường ngày hôm qua là một cây doji. Doji có nghĩa là thị trường cho thấy dòng tiền đang đứng lại quan sát liệu là có nên đi tiếp hay đảo chiều, chứ nó chưa chắc chắn một cái điều nào cả. Tuy nhiên ý nghĩa thời gian thì đang cho thấy là có khả năng những người mua ở phía dưới người ta chốt. Những người mua ở phía dưới người ta chốt thì đây là một trong những cái dấu hiệu mà mình đang thiên về cái phe bán hơn chứ không phải là phe mua. Một cái sóng Y lên rất là dài rồi. Bây giờ chúng ta thấy 26 phiên trước là nó ở đâu? Ngang với đường. Đây chính là khu vực này. 26 phiên trước là khu vực này. Như vậy chúng ta cũng thấy là liệu những người mua ở đây cũng góp phần là gì ạ? Người ta chốt lời cái lệnh bán, cũng góp phần vào cái cây doji. Đó. Bởi vậy nên là cây doji này nếu như nó bắt đầu nó tạo được một cái khoảng giá mang tính chất là tranh chấp giữa hai vùng nào ạ? Hai vùng chiến lược chính là cái vùng cầu dưới này và vùng cung trên này. Đây mình sẽ đánh dấu bằng cái thanh ngang này cho mọi người nhìn. Vùng cầu dưới này và vùng cung trên này. Hai vùng này. Và chúng ta bắt đầu đo lường này, cái vùng 1876 này, 1875, 1876 này này. 1875, 1876 này này và cái vùng mở cửa là 1869. Khu vực này lại chính là khu vực mà chúng ta đo lường 50% của đỉnh và đáy ở đâu nhé. Chúng ta cùng vào H4 đi để đo cho nó dễ đi. Các anh chị sẽ thấy ngay nó chính là cái đường Tenkan vùng 1870 đó.
nó là vùng 1870. Rồi, ok. Với vùng 1870, vùng 1890, vùng 1852, chúng ta bắt đầu thấy H4 có xu hướng tạo cái gì ạ? Sóng trung gian của Ichimoku. Anh chị nhớ nhé, sóng trung gian của Ichimoku. Đây chúng ta thấy này, nếu đo lường như thế này thì chúng ta thấy đây chính là một cái sóng, cho thấy là sóng Y. Ở trong sóng Y này thì cái vùng 1870 là vùng chủ đạo. Vùng chủ đạo. Mà một lý thuyết nữa các anh chị có thể để ý, đó là ở những vùng giá mang tính chất đảo chiều thông thường sẽ xuất hiện các mô hình sóng trung gian. Điều này thì mình sẽ giải thích rất rõ ở trong cái phần sóng trong series của Ichimoku 2021. Các anh chị vui lòng like, share và subscribe. Và khi mình up lên, mình sẽ cố gắng là trong tuần này mình sẽ up luôn cái bài 2. Chưa có thường ngày cụ thể, bởi vì là làm bằng cái định dạng animation thì thứ nhất là mình mới làm, nó chưa có quen tay. Và thứ hai nữa là nó rất là mất công làm cái đấy, nó rất là mất công điều chỉnh hiệu ứng rồi chuẩn bị âm thanh làm sao cho nó khớp, rất là nhiều. Thì mình sẽ cố gắng trong tuần này sẽ có bài 2, các anh chị để ý. Và đây cái sóng Y này chính là cái sóng mà mình thấy rằng là nó có thể tạo một cái đỉnh ở khu vực này, chính là cái vùng 1890 này. Điều này được mình củng cố thêm là ở cái vùng 1876 này hôm qua, sau khi mà giá đẩy lên 1890 thì cuối cùng quay về đóng cửa dưới 1875, 1876 là mức 50% của cả một chu kỳ lớn. Thì điều này cho thấy là cái vùng đỉnh này nó đang mạnh dần lên. Có thể đây sẽ là một cái đỉnh mới và mình đang canh là bán theo cái sóng Y này trên cái vùng đỉnh phía trên này. Mình đang canh bán, và nếu như khi cây H4 có một cây nữa quay trở lại vượt đóng cửa dưới cái vùng Tenkan là lúc đấy là mình sẽ quyết định là giữ tiếp cái lệnh bán ở phía trên, bởi vì lệnh bán phía trên nó cho mình điểm cắt lỗ nó sẽ là ngắn thôi, bởi vì chỉ cần trên đỉnh thôi mà. Nhưng mà nó từ trên cái lệnh đó mà nó bắt đầu có một cây đóng cửa dưới Tenkan của H4 thì điều đấy sẽ là điều mà mình có thể hỗ trợ thêm cho cái việc là có khả năng vàng nó sẽ có một cú điều chỉnh về khu vực dưới này. Và cái vùng dưới này sẽ là vùng chiến lược để xem là liệu vàng sẽ đi theo cái sóng lớn của Ichimoku này thì cái vùng này, hay là tiếp tục đi theo sóng lớn của cái chu kỳ tăng này thì cái vùng 1784. Đấy, vùng này 1784, 1800 là khu vực này sẽ là khu vực mang tính chất quyết định. Ở đấy thì với hệ thống của mình thì lúc đấy mình mới đủ dữ liệu để xem là liệu vàng sẽ lên dài hay là xuống một nhịp khá là dài. Nếu cái vùng này mà bị phá thì cái mốc là ở dưới này là hoàn toàn có thể đạt đến. Đây, mốc chỗ này. Đó là hoàn toàn có thể đến. Tuy nhiên nếu mà không phá được thì có khả năng nó sẽ tiếp tục là đi lên. Đấy là cái mà mình đang nhìn ra và mình bắt đầu đang dình để cho một cái nhịp xuống khu vực này. Và khu vực này cũng sẽ là lệnh swing. Có thể đến là bao nhiêu đô nữa? 80 đến 100 đô. 80 đến 100 đô vàng. Thì đây là một trong cái cơ hội mà mình thấy là nếu như nó đúng thì nó sẽ là cho chúng ta tỷ lệ RR siêu dài. Tất nhiên là các bạn đừng quên bài quản trị rủi ro, để làm sao còn sống thì còn cơ hội, đúng không ạ? Còn tiền là còn cơ hội chứ mất tiền là mất tất. Nên là cái cơ hội này cũng chỉ nên trích một phần nó vừa đủ thôi, trong đúng kế hoạch mà chúng ta giao dịch ra. Vì không có gì là chắc chắn 100% cả. Và cái xác suất cho cái điều mà nó về đến 1784 này thì mình thấy nó đang cao hơn là cái việc nó sẽ tiếp diễn đi tiếp. Nên là mình canh cái việc đó. Trong trường hợp mình sai thì mình chỉ cắt lỗ ở trên đỉnh này thôi thì là cũng sẽ mất thêm, như mình thông thường mình để là 0.5 đến 1% một lệnh thì là nó không sao cả. Tuy nhiên là trên cái đường nó đi xuống đây, các anh chị để ý, nếu như mình đúng trên đường từ đây đi xuống đây này thì sẽ có rất nhiều những lệnh sell ở trong cái đoạn này nữa, gần 100 giá cơ mà, sẽ có rất nhiều những lệnh sell. Và những lệnh sell đây bản chất nó sẽ là những lệnh sell mang tính chất tiếp diễn, thì xác suất cho những lệnh sell nó sẽ cao hơn là xác suất cho những lệnh buy. Tất nhiên là còn vào ở đâu
SLOTP ở đâu theo từng cái giai đoạn thì đấy nó phụ thuộc vào kỹ năng trading của mỗi người và hệ thống sử dụng cho trading của mỗi người. Ở đây Ichimoku nó chỉ đọc cho mình là cái chiến lược là có khả năng cái điều này xảy ra, chứ không phải nó báo cho mình điểm mua điểm bán. Mặc dù là đôi khi nó có cái tác dụng đó, nhưng việc của nó, chính của nó là giúp chúng ta đọc chiến lược. Và có phải là các anh chị và các bạn thấy là mình đọc là từ quá khứ đúng không ạ, cho đến hiện tại, và mình đang dự báo tương lai. Đấy, thì thông qua làm nhanh về cái clip này, phân tích về giá vàng như vậy, thì mình muốn chia sẻ một góc nhìn một chút về cái khả năng điều chỉnh của vàng. Và bản thân mình đang có kế hoạch giao dịch như nào thì mình cũng chia sẻ rồi. Chỉ canh mà bán, mình sẽ dừng lại khi cái vùng đỉnh phía trên này bị phá. Có thể là loanh quanh, nếu như cái vùng đỉnh trên này này đó bị phá thì mình sẽ dừng lại. Nhưng mà tạm thời bây giờ mình vẫn đang nghiêng về phía canh buy, à xin lỗi mọi người, canh sell cho một cú dài như thế. Ok, đó là tất cả những cái gì về vàng mà mình muốn chia sẻ. Tất nhiên là trong khuôn khổ của một cái clip phân tích nó chưa thực sự đầy đủ, tuy nhiên là cũng đã nói được những ý chính của mình rồi. Và để hiểu hơn nữa thì mọi người hãy like, share, subscribe và đón đợi cái series của mình Ichimoku phiên bản 2021. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các clip tiếp theo.